Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với game show đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tướng truyền thống năm 2018. Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi trận đấu giữa hai kỳ thủ Phạm Văn Thường đến từ Quảng Ninh sẽ giao đấu với kỳ thủ Hoàng Mạnh Thắng đến từ Phú Thọ. Hai kỳ thủ đã sẵn sàng thi đấu. Ván đấu thứ nhất bắt đầu.